Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Good morning. Xin kính chào Hội Thánh buổi sáng hôm nay. As you find your seats, quý vị có thể trở về chỗ ngồi của mình trong giờ này. After all those announcements, I'm pretty excited about this barbecue we're going to have in the parking lot on Father's Day. Sau những lời thông báo đó thì tôi rất là phấn khích để chờ đợi sẽ ăn thịt nướng với Hội Thánh ở trong ngày của phụ thân. You know, I don't know if you've been to like a cookout or if you've been to a tailgate, but it's actually a lot of fun, and maybe we should have like a contest to see who makes the best like barbecue or something, like all the dads who can make the best ribs or something. Tôi biết là quý vị có tham dự những cái party mà người ta gọi là cửa sau của xe. Đây là những cái buổi sinh hoạt trong những cái trận đấu thể thao mà chúng ta biết ở đây, cũng như là những cái buổi người ta nướng thịt, thì chúng tôi đề nghị rằng có thể chúng ta sẽ có một cái kỳ thi đấu của quý ông trong việc ai là người nướng thịt nướng barbecue ngon nhất, để chúng ta sẽ chấm điểm. Yeah, we just can't let Marcus participate in that. I don't want to lose. Chúng ta đừng để cho anh Marcus tham dự vào trong cái cuộc thi đấu này, bởi vì chúng ta sẽ thua, bởi vì nghe nói Marcus nướng thịt rất là ngon. Maybe I can ask, you know, the leadership team to get one of those water dunking booths so we can throw some balls and try to dunk Pastor Khan in the water or something that day. Tôi cũng đề nghị với ban lãnh đạo là có thể mướn một cái thùng nước và để chúng ta sẽ thay phiên với nhau, xem ai có thể ném cái trái banh và cho mục sư Khánh sẽ rớt vào trong thùng nước. We need to cool off because we leave to Vietnam at 1 a.m. the next day. Chúng tôi chắc là cần phải được tắm mát trước, bởi vì 1 giờ sáng của ngày đó thì chúng tôi sẽ lên máy bay để về Việt Nam để hội Chúa trong đại hội ân tứ ở tại Việt Nam. I'm looking forward to it. Tôi mong đợi để được kinh nghiệm những điều đó. There's a lot of exciting things that are happening in our church every single day. Có rất là nhiều điều hết sức là phấn khích, vui mừng mà chúng ta kinh nghiệm được trong hội thánh của chúng ta mỗi ngày. And as you can see, it's been a growth of everything that we've been able to put towards for our Lord and Savior. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì có một sự gia tăng, có một sự tăng trưởng cho những gì chúng ta có thể làm được để chúng ta phục vụ Chúa và dâng lên cho Chúa của chúng ta. That every single week we've had new people come to our church. Mỗi tuần chúng ta đều có người mới đến để nhóm lại với chúng ta. Every single week we've had testimonies. Mỗi tuần chúng ta đều có những cái lời làm chứng. And every single week we've seen salvations where people coming back to the Lord. Chúng ta cảm ơn Chúa vì mỗi tuần chúng ta đều có người tiếp nhận Chúa mà trở lại với Chúa thờ phượng Ngài. That's what it's supposed to be like. Và cho em đó phải là điều xảy ra, đáng lý phải xảy ra luôn luôn. You know, one thing that really resonated in my heart today. Một trong những điều mà nó làm cho tấm lòng của tôi vang dội với cái phước hạnh và sự vui mừng ở trong ngày hôm nay. The reason why we get to have what we have, the reason why we get to experience what we get to experience is because of the remembrance that we had today of what our Lord and Savior did for us. Đó là điều mà chúng ta làm những việc chúng ta nhóm lại thờ phượng ngợi khen và mọi công việc chúng ta làm là bởi vì chúng ta được nhắc nhở ngày hôm nay về những gì cứu Chúa của chúng ta đã làm cho chúng ta. You know, when someone does something for you, có ai đó khi họ làm một nghĩa cử đẹp hay là làm một cái việc gì đó cho chúng ta, they do it out of love. Mà làm trong tình yêu thương. They do it because they're thinking of you. Họ làm là bởi vì họ nhớ đến chúng ta. Because they're reminded of you during the week or they're reminded of you that day. Có thể là họ được nhắc nhớ về chúng ta, nhớ đến chúng ta suốt ở trong tuần hay là trong cái ngày đó. What do you think he was reminded of when he was on the cross? Anh chị em, theo anh chị em thì Chúa Giêsu nhớ đến điều gì khi Ngài ở trên thập tự giá? I believe that every single one of us, our faces flashed in his mind during that time. Tôi tin rằng từng gương mặt của chúng ta như là bức ảnh lóe lên trong trí của Chúa ở trong giây phút đó. He remembered every single one of us. Ngài nhớ đến từng mỗi một chúng ta. You know, for the last few days at church I've been talking about the reason of why, or why it is that we need to be a clean temple for the Lord, or why is it that we need to step out in faith for the Lord, and why this and why that and why there should be action. And here's the reason is because when you get to the point where you understand what the sacrifice was made for us and how much it cost our Lord for that, there's your why. Anh em, trong những ngày qua chúng tôi nhắc nhở qua các sứ điệp, chúng ta phải sống đời sống thánh khiết, chúng ta phải chuẩn bị cho ngày Chúa Giêsu trở lại, chúng ta phải bước ra để chúng ta chia sẻ về tình yêu của Chúa cho nhiều người. Lý do tại sao chúng ta làm những công việc này,
là bởi vì tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm trước cho chúng ta, Ngài đã yêu thương và hy sinh cho chúng ta, và đó chính là lý do tại sao của chúng ta. I've got a short message today. Tôi có một sứ điệp ngắn trong ngày hôm nay. Everybody say amen. Thank you Jesus. Mọi người hãy nói amen. Cảm ơn Chúa. I'm ready to eat. Thì tôi cũng sẵn sàng để ăn trưa. Amen. Amen. That was a test, and everyone that said amen, now I'm preaching 10 minutes longer. Thì tôi thử anh chị em đó, bởi vì tất cả những ai mà nói amen thì bây giờ tôi sẽ cộng thêm 10 phút cho một tiếng amen của những người amen đó. Okay, so my title for today is Jesus responds to faith. Đề tài của tôi trong ngày hôm nay đó là Chúa Giêsu đáp ứng lại với đức tin. How do we capture his attention? How do we capture the Lord to look at us a certain way? Làm sao để chúng ta có thể thu hút sự chú ý của Chúa, để Chúa có thể nhìn chúng ta trong một cái cách đặc biệt nào đó. It's by our faith that we have in him. Là đức tin của chúng ta. The faith that we have in our Lord and Savior draws his attention towards us because we're calling out to him. Đức tin của chúng ta đặt nơi Chúa chính là điều thu hút sự chú ý của Chúa, bởi vì chúng ta kêu cầu Ngài. See, it's one thing for us to say his name. Anh chị em, gọi đến danh của Chúa là một việc. But it's another thing for him to know that we're trusting and believing in him. Nhưng mà để Chúa biết là chúng ta tin cậy và thật lòng đặt lòng tin nơi Chúa là một việc khác. There's a desperation in that call. Có một cái sự cấp bách ở trong cái tiếng kêu cầu đó của chúng ta. And it's different. Thì nó là một cái điều khác biệt. You know, the desperation in a call I've seen in my son. Jim, khi tôi thấy con của tôi mà nó kêu trong cái cấp bách của nó. If I'm just talking to him. Nếu tôi đang nói chuyện với cháu. It's just dada. Thì nó chỉ nói thường thôi, dada. 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 Okay, but when he's sleeping. Nhưng mà khi nó đang ngủ. And he wakes up. Và nó thức dậy. And I'm not there. Và tôi không có mặt ở đó bên cạnh cháu. The dada changes. Thì cái chữ dada của nó bây giờ là âm thanh nó khác hẳn. Dada. Thì nó kêu dada. 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 Not mama, okay? Dada. Không phải mama mà là dada. And Daddy. He knows that if he calls my name, I'm going to come running into the door. Thì cháu biết rằng khi cháu gọi như vậy thì tôi sẽ chạy vào phòng của mẹ cháu ngay lập tức. And I come into the door, Easton, I'm right here. Và khi tôi đến tới cửa thì tôi nói, Easton ơi, ba đang ở đây. Daddy's right here. Ba đang ở đây. What do you need? Con cần gì? Tớ. Tớ. He doesn't know how to talk yet, but he wants to the moment I get into the room. Thì cháu đã nói vì chưa có biết nói cho nên nó nói là tựa tựa nhưng mà thật là sữa. He wants milk. Nó cần sữa. He knows that he can't get it for himself. Biết là nó không thể tự đi lấy sữa để bú. He knows he can't provide for himself. Biết rằng chưa có thể cung cấp cho mình cái điều mình cần. He can't walk to the fridge, pour it in his bottle. Không thể tự đi đến tủ lạnh để rót sữa vào chai. But he's relying on me. Nhưng mà nó lệ thuộc vào trong sự giúp đỡ của tôi. And I get him his milk, I give it to him. Và khi tôi đi và lấy sữa và tôi trao cho cháu. And he knows who's providing for him. Thì nó biết rằng ai là người đã cho nó, cung cấp cho nó. If Jesus responds to our faith. Anh chị em, nếu Đức Chúa Giêsu Ngài đáp ứng lại với đức tin của chúng ta. And if you ask yourself right now. Và khi chúng ta đặt câu hỏi này, đặt cho chính mình câu hỏi này. Do I have all the faith in my Lord and Savior like he does in me? Tôi có đặt đức tin một cách trọn vẹn nơi Chúa như Ngài tin cậy tôi không? There's got to be a desperation in choosing who it is that you have faith in. Anh chị em, phải có một sự cấp bách cũng như là tha thiết của chúng ta để chúng ta đặt đức tin nơi người đối tượng mà chúng ta đặt đức tin cho đúng. You know, if somebody robs your house. Nếu có người đi vào và có thể cướp hay là trộm ở trong nhà của chúng ta. Or if there's a fire. Hay là nhà của chúng ta đang bị hỏa hoạn. Well, you're gonna call your best friend? Chúng ta sẽ gọi bạn thân nhất của chúng ta. Hello, on. My house is on fire, man. I can't believe it. Tuấn Anh ơi, nhà của mục sư đang bị cháy rồi. Không có thể tưởng tượng được là nó đang cháy. Man, look at this. Hold on, let me FaceTime you, man. Look at this. Coi nè, đấy là mục sư sẽ FaceTime để Tuấn Anh có thể thấy nhà của mục sư đang cháy như thế nào. Or if somebody robs your house, you just call, hey Rick, check this out, somebody robbed my house. Hay là chúng ta có ai đó đi vào trộm nhà của chúng ta, nó đang đánh cắp đồ của chúng ta thì anh Rick ơi coi nè, tôi chiếu cho anh coi nhà của tôi bây giờ nó bị cướp giật như thế này, that's bị not, trộm như thế này. That's not what you do. Nó không phải là điều chúng ta làm phải không? You know who you're going to call if your house is on fire. Chúng ta biết chúng ta phải gọi ai khi nhà của chúng ta cháy phải không? You know who you're going to call if somebody robbed your house. Chúng ta biết ai là người mà chúng ta gọi
tổ chức nào thì chúng ta gọi khi nhà của chúng ta bị trộm, bị cướp. So who do you call on when your life's on fire? Or who do you call on when the enemy stole from you? Anh chị em, chúng ta sẽ gọi ai khi cuộc đời của chúng ta đang bị hỏa hoạn? Chúng ta sẽ gọi ai khi có người đến cướp bóc của chúng ta? Do you have that kind of faith where you know that the communication line that you have with your Lord and Savior is there? Chúng ta có một cái đức tin cũng như biết chắc rằng cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa và đường dây liên lạc với Chúa có sẵn để chúng ta khi có nhu cầu chúng ta có thể sử dụng hay không? I believe that why the Lord has been doing what he's been doing here at our church for the last 10 months is that we are truly having this kind of faith that moves his heart to look towards this direction. Tôi tin rằng đây là lý do tại sao mà hơn 9 tháng qua, 10 tháng chúng ta đang kinh nghiệm những điều mà Chúa Ngài đã làm để trang bị giúp đỡ cho chúng ta. Hầu chúng ta có cái loại đức tin và khi chúng ta có nhu cầu chúng ta có thể chạy đến với Chúa và được sự chú ý của Ngài. But in your individual life, trong đời sống cá nhân của anh chị em, at home, ở tại nhà, at work, ở tại sở làm, wherever you are, bất cứ nơi nào anh chị em có mặt, but by yourself, và lúc bây giờ thì mình một mình ở tại đó. Do you have that kind of faith that truly perks up the Lord's ears or moves his heart to truly do what it is that you're asking him to do? Thì câu hỏi đó là chúng ta có cái loại đức tin mà khiến cho tai của Chúa bắt đầu lắng nghe để ý đến khi chúng ta có nhu cầu trong đời sống của chúng ta và chúng ta kêu cầu Ngài. You know, some people say, "Well, Pastor Sam, come on, common sense. He loves us. I can call to him, he'll answer." Anh chị em, có người có thể sẽ nói rằng Mục sư Sam, đây là cái chuyện hết sức là tự nhiên, bởi vì Chúa yêu chúng ta và khi tôi kêu cầu Chúa thì chắc là Chúa Ngài sẽ đáp lời mà. Sure. Chắc chắn. I believe that. Tôi tin điều đó. So then why don't we do it all the time? Nhưng mà tại sao chúng ta lại không kêu cầu Chúa luôn luôn? Why do we think that we're better than Jesus at times? Tại sao chúng ta lại có những lúc chúng ta nghĩ rằng mình quyền năng và mình tốt hơn Chúa Giêsu? That we can do it on our own, we can make our own decisions, we can choose our own jobs of whatever we want without praying or without asking for his favor. Đó là chúng ta có thể tự làm những cái quyết định cũng như là thực hiện những công việc mà không cần Chúa và chúng ta không cầu nguyện để nhờ cậy Ngài. We can marry whoever we want without even consulting with the Lord if this is the person we should marry. Chúng ta muốn cưới ai thì chúng ta cứ cưới mà không cần cứ hỏi ý Chúa để xin sự dẫn dắt của Ngài. We can do whatever it is that we want without the Lord. Chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ mà không cần Chúa. But only when it goes down south we say, oh man. Nhưng mà rồi cho đến khi mọi việc nó đổ vỡ, nó gãy đổ thì lúc bây giờ chúng ta mới nói rằng, oh man, chúng ta phải chạy đến tìm Chúa. Lord help me. Chúa ơi, xin giúp đỡ con. What was I thinking? Chúa ơi, con không biết lúc đó con nghĩ. Why did I do this without you? Tại sao con lại dại dột làm việc này mà không nhờ cậy Chúa? You know, the story that I want to share, we've all heard it before, but I want us to look at it in a different perspective. Câu chuyện mà tôi sẽ chia sẻ và mời anh chị em suy gẫm. Buổi sáng hôm nay tôi mời anh chị em suy gẫm câu chuyện này là câu chuyện mà nhiều người trong chúng ta biết. Nhưng sáng hôm nay chúng ta sẽ nhìn từ một góc cạnh khác. In Matthew chapter 9. Trong Matthew chương 9. In verses 20 to 25, or even 19 to 25, wherever you want to start, it's all about faith. Anh chị em, chúng ta có thể bắt đầu từ câu 20 cho đến câu số 25, 26, hay là chúng ta có thể bắt đầu từ câu số 19. Nhưng mà điều mà chúng ta tập trung tại đây đó là tất cả liên quan đến đức tin của một người. Specifically right now we'll read from 20 to 22. Và chúng ta bây giờ thì cùng đọc với nhau từ câu 20 cho đến câu số 22. It says, just then a woman who had suffered for 12 years with constant bleeding came up behind him. She touched the fringe of his robe. Bây giờ có một phụ nữ bị rong huyết đã 12 năm đến đằng sau và chạm vào gấu áo Chúa. For she thought, if I could just touch his robe, I would be healed. Vì bà tự nghĩ rằng nếu chỉ chạm được vào áo của Ngài thôi, ta sẽ được lành. And Jesus turned around and when he saw her, he said, daughter, be encouraged. Your faith has made you well. And the woman was healed at that moment. Đức Chúa Giêsu quay lại thấy bà thì phán, hỡi con, hãy yên tâm, đức tin của con đã cứu con. Ngay giờ đó, người phụ nữ này được lành bệnh. When we look at this story, khi chúng ta cùng quan sát và suy gẫm câu chuyện này, and when we look at scripture, và khi chúng ta cùng xem, trai xem những câu kinh thánh, Jesus doesn't lay hands on her. Thì chúng ta thấy tại đây Đức Giêsu không có đặt tay trên bà. Jesus doesn't approach her. Chúa Giêsu cũng không đến với bà trước. She approaches Jesus. Nhưng mà bà là người tìm đến với Chúa. She reaches out to Jesus. Bà đã vươn tới Chúa. And what is his response to her? Thì chúng ta thấy tại đây Đức Giêsu Ngài đã đáp ứng lại với bà như thế nào? 22, Jesus turned around and when he saw her, he said, daughter, be encouraged, your faith has made you well. Đức Chúa Giêsu ghi lại chúng ta trong câu số 22, Đức Chúa Giêsu quay lại và thấy thì phán, hỡi con, hãy yên tâm, đức tin con đã cứu con. It's by our faith. Anh chị em, tất cả là liên quan đến đức tin của chúng ta. That healing comes. Để sự chữa lành đến. It's by our faith. Khi chúng ta có đức tin. That Jesus responds. Thì Đức Chúa Giêsu Ngài đáp ứng lại với đức tin. It's by our faith. Bởi đức tin.
that causes us là khiến cho chúng ta to reach out to Jesus. Để chúng ta vươn tới với Chúa để tìm xin sự cứu giúp của Ngài. I don't know if this morning you lack of any faith. Tôi không biết anh chị em buổi sáng hôm nay có thiếu đức tin không. But I encourage you. Nhưng mà tôi khích lệ anh chị even em. Even if it's out of desperation. Ngay cả khi chúng ta gặp những sự bối rối khó khăn cấp bách. Have faith. Hãy đặt đức tin. Reach có đức tin. Out to him. Và đến với Chúa. Have faith. Để chúng ta hãy có đức tin. Call out to him. Kêu cầu Ngài. Heavenly Father. Cha yêu dấu của con trên trời. Xin giúp đỡ con. I need healing. Con cần sự chữa lành. Heavenly Father. Cha thiên thượng. I'm lost. Con lạc mất lối. Guide me. Xin dẫn dắt con. These are all things that cause us to truly have to have faith in him. Đây là những điều mà khiến cho chúng ta có thể có một đức tin thật nơi Chúa. If Jesus responds to faith. Nếu Đức Chúa Giêsu đáp ứng lại với đức tin. This morning I challenge you for my first point is to step out in faith. Thì điều đầu tiên mà tôi ngày hôm buổi sáng hôm nay cái điểm đầu tiên và tôi thách thức anh chị em đó là nếu anh chị em tin như vậy thì hãy bước ra trong đức tin. It's scary. Chúng ta biết rằng có những lúc chúng ta thấy rằng đáng sợ đó. You know one of the things that I've been thinking about. Một trong những điều mà tôi đang suy nghĩ. Well, what's Vietnam gonna be like? Đó là Việt Nam thì sẽ như thế nào khi tôi về đến đó. I keep asking everyone. Tôi hỏi thăm rất là nhiều người. I ask Vinh Anh, what's your dad's church like? Tôi hỏi Vinh Anh đó là nhà thờ chỗ của ba của Vinh Anh thì như thế nào? Like, am I speaking to just the young people? Am I speaking to a mix of the room? Do they speak English? Am I going to have a translator? Is it hot? Do you have like what's going on? Give me some details. Những người thính giả của tôi là ai? Có người lớn ở trong đó không? Hay là chỉ có những thanh niên? Và cái nhiệt độ không khí tại đó như thế nào? Nó có nóng hay là cái hoàn cảnh nó ra sao? I don't know what it's going to be like. Tôi không biết là nó sẽ như thế nào. I know it's going to be hot. Tôi biết là chắc chắn là sẽ nóng hơn ở đây rồi đó. They might understand a little bit English. Có thể hiểu một ít về tiếng Anh. But even if there's a translator, ngay cả khi có một người thông dịch. What happens if I say something that's like something we would only understand down here in Houston? Nếu tôi chỉ nói tiếng lóng là những thứ mà chỉ có người Houston mới hiểu. What if I needed Bucky's translated? Nếu mà tôi phải nói rằng phải dịch cái từ gọi là Bucky, cái tiệm xăng Bucky đó, thì làm sao người ta biết để thông dịch? What would they say? Họ sẽ nói cái gì? And I'm thinking in my head, Sam, you better preach something that everybody can understand that doesn't have to live in Texas. Thì tôi tự nghĩ rằng, phải giảng như thế nào để tất cả mọi người đều có thể hiểu, mặc dù họ chưa bao giờ sống ở tại tiểu bang Texas này. I asked my dad. Tôi hỏi ba tôi. I said, "Dad, you're gonna be everywhere that I preach, right?" Là ba sẽ đi, ba có mặt tất cả mọi nơi mà con giảng phải không? You're gonna translate for me, right? Ba sẽ thông dịch cho con phải không? He said, "Well." Thì ba của tôi đã nói rằng, So, son, there's gonna be one time that you're gonna go preach somewhere, but I have to go preach somewhere else too. Thì ba tôi đã trả lời rằng, con ơi, sẽ có một cái buổi mà con giảng ở một địa điểm và bà giảng ở một địa điểm khác. I said, Lord, thưa rằng Chúa ơi, please, xin làm ơn, please, Lord, xin làm ơn Chúa ơi. Let him translate for me. Xin để là bà của con sẽ luôn luôn là người thông dịch cho con. And then another thing. Nhưng mà rồi một điều khác. He tells me. Bà tôi đã nói với tôi. He says, Sam, just letting you know. Xem ông muốn nói cho con, báo cho con biết trước. The biggest day of the conference. Cái ngày mà đông người nhất của đại hội. Yeah. Rồi sao? It's the day that you're speaking. Đó là ngày mà con sẽ giảng. Over 2,000 people will be there. Hơn 2,000 người sẽ có mặt ở tại đó. And I said. Thì tôi nói. Okay. Who's translating for me? Ai sẽ thông dịch cho con? He says they're gonna have one. Thì ta. Ba của tôi đã trấn an tôi rằng có người thông dịch. I said, no, you're translating for me. Tôi nói rằng không phải ba thông dịch cho con. He said that day there's going to be the most young people. Thì ba tôi đã báo cho tôi biết rằng ngày đó sẽ có đông những người trẻ thanh niên nhất. I said, but what about everybody else? Thì tôi hỏi rồi còn những người lớn thì sao? Oh, he said they'll be there too. Thì nói rằng họ cũng có mặt ở tại đó. The number that's going to grow bigger is just for all the young people. They're expecting more young people to come that day. Vì cái số lượng người ngồi tại đó ở trong đại hội sẽ có đông người trẻ hơn, nhưng mà những người khác ở trong đại hội ghi danh tham dự đại hội đều tất cả đều có mặt ở tại đó. You know, in that moment, trong cái giây phút đó, I was a little afraid. Lúc đó thì tôi cảm thấy hơi sợ đó. Didn't know what it's going to be like. Thì không biết là chuyện nó sẽ xảy ra như thế nào. Haven't yet been there yet. Chưa
từng ở trong những hoàn cảnh như vậy. I can only think and imagine what it's going to be like. Tôi chỉ có thể hình dung và nghĩ việc nó sẽ như thế nào. But what can I do? Nhưng mà tôi có thể làm điều gì? Có thể làm gì? I can create a list of how many things I'd be scared about. Tôi có thể liệt kê một cái bảng danh sách của những gì mà tôi đang lo sợ. 10 different outcomes. Có thể có đưa đến 10 cái đáp số khác nhau. But none of that matters. Nhưng mà tất cả những điều đó nó không có giá trị gì. Because if I have faith in the Lord, nếu tôi có, khi tôi có đức tin nơi Chúa, there's only one outcome. Thì chỉ có một cái kết quả mà His thôi. His presence will be there. Đó là sự hiện diện của Ngài sẽ ở tại đó. People will get healed. Người ta sẽ được lành. People will be transformed. Người ta sẽ được biến đổi. People will get saved. Người ta sẽ được cứu. People will experience what we've been experiencing from God here. Và người ta sẽ kinh nghiệm điều mà tất cả chúng ta đang kinh nghiệm tại đây. But I have to step out and have faith. Nhưng mà tôi phải bước ra trong đức tin. How many people at your school, how many people at your job, how many people at your business are waiting for you to just step out in faith? Có bao nhiêu người ở tại trường học, ở tại sở làm, ở tại cơ sở làm ăn của anh chị em đang chờ đợi chúng ta bước ra trong đức tin? The woman thought to herself. Cái người đàn bà này tự nghĩ. She didn't have a conversation with Jesus. Bà không có một cái câu chuyện đang đối đáp với Đức Chúa Giê-xu. But she just thought to herself. Nhưng mà bà tự nghĩ. If I can just reach out and touch him. Nếu ta có thể đưa tay ra và rờ được, chạm vào diện áo của Chúa, I'll be healed. Thì ta sẽ được lành. If I can just reach out and touch him. He doesn't have to talk to me. He doesn't have to know my name. He doesn't have to know anything. But if I just have the faith to reach out, I'll be healed. Nếu có thể đưa tay ra và chạm được áo của Ngài, Ngài không cần biết tên của tôi, Ngài cũng không cần biết tôi như thế nào, bệnh tình của tôi, nhưng mà chỉ cần khi tôi được rờ đến áo của Chúa thì tôi sẽ được lành. In your moments of trials, anh chị em trong những giây phút khó khăn, thử thách, your moments of hardship, ở trong những giây phút khó khăn trong đời sống anh chị em, moments that you felt alone, ở trong những giây phút anh chị em cảm thấy cô đơn, đang đối diện một cách cô đơn, moments that you feel that it's all over, và những giây phút mà chúng ta cảm thấy rằng ôi mọi thứ đã xong rồi, when your health is depleting, đó là cái sức khỏe của chúng ta nó đang trở nên tồi tệ, when your business or finances come crashing, hay là công việc làm ăn của chúng ta, thương mại của chúng ta thấy nó bị sụp đổ, have that same kind of faith, hãy có cùng một đức tin như người đàn bà này. If I just reach out to the Lord, nếu tôi có thể đưa tay ra được chạm đến với Chúa, if I can just be in His presence, nếu tôi có thể ở trong sự hiện diện của Ngài, He'll help me, thì Ngài sẽ giúp đỡ He'll tôi, answer me, Ngài sẽ đáp lời tôi, He'll know every need I have, vì Ngài biết tất cả mọi nhu cầu của tôi. That's the kind of faith we need to have. Đó là loại đức tin mà chúng ta cần phải có. Many of us spend days pondering and wondering, well, what am I going to do about the bills? Well, my business is going to fail. Who am I going to hire? What happens if I'm by myself? I'm so tired. I don't have energy. I take the kids to work. I take the kids to school. I take care of my husband. I take care of my wife. I take care of my daughter, my son, whatever it is. Well, I just don't have enough strength, Lord. What can I reach out to him? Nhiều người trong chúng ta đã dành rất là nhiều thời giờ để chúng ta đi lại trong phòng suy nghĩ về những điều có thể xảy ra. Thì chúng ta thấy có nhiều cái sự khó khăn, phải chở con đi học, phải làm việc này, việc kia, nhu cầu, sức khỏe, công việc làm, tất cả đều đang cần được sự giúp đỡ và khó khăn đang chồng chất. Anh chị em, điều quan trọng mà chúng ta cần có đó là hãy vươn tới với Chúa bởi đức tin. You may be going through a tough time. Anh chị em có thể đang trải qua một cái thời kỳ khó khăn. I don't doubt it. Tôi không có chút nào để nghi ngờ về việc đó có thể xảy ra. We all have tough days. I don't doubt it. Vì tất cả chúng ta đều có những ngày chúng ta đối diện với những khó khăn thách thức, cho nên không có gì để nghi ngờ. But can I tell you something? Nhưng mà cho tôi nói với anh chị em một điều. Have faith. Hãy có đức tin. You may be going through a dark spot in your life right now. Anh chị em có thể đang đi qua một cái giai đoạn rất là tối ở trong cuộc đời của anh chị em ngay bây giờ. Can I tell you something? Cho tôi nói với anh chị em điều này. Have faith. Hãy có đức tin. You may be in a moment in your life where your health feels like it's just going away. Bạn có thể đang ở trong những cái giây phút mà cảm thấy như là sức khỏe của mình bây giờ đang rất là khó khăn và đang mất sức khỏe. What do you think I'm going to say? Thì bạn nghĩ rằng tôi sẽ nói điều gì? Have faith. Hãy có đức tin. It doesn't matter where you are in your life. Không người biết anh chị em đang ở đâu trong cuộc đời của mình và đang đối diện với điều gì trong hiện tại. Doesn't matter. You don't have to be in church right now. Có thể là không có mặt ở tại phòng thờ phượng ngay giờ này. You don't have to wait to get to the altar. Ông không cần phải chờ cho đến khi mình sẽ tiến lên phía trước tại đây trước bàn thờ để được cầu nguyện. I promise you. Nhưng mà tôi có thể hứa với anh chị. This lady was outside. Cái người phụ nữ này ở bên ngoài nhà thờ. On the dirt. Ở trên đường đất. In the heat. Ở trong cái buổi trưa nắng nóng. Surrounded by many people. Và chung quanh của bà thì một đám đông rất lớn. But she still reached out. Nhưng mà bà đã vươn tới. Still had faith. Bà vẫn có đức tin. Yet Jesus knew in that moment to turn around to say to her daughter. Để ngay cái giây phút đó khi Đức Chúa Giê-xu xoay lại nhìn bà và nói rằng hỡi con gái của ta. Be encouraged. Hãy được khích lệ. Your faith. Đức tin của con. Not everyone else's.
Không phải đức tin của ai khác. Not your mom's faith for you. Cũng không phải là đức tin của mẹ của bạn dành cho bạn. Not your dad's faith for you. Cũng không phải đức tin của bạn tin cho bạn. But daughter, nhưng mà hỡi con gái của ta, your faith, hãy yên tâm vì đức tin của con. Your faith has made you. Đức tin của con đã cứu con. I think that a lot of us, tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta, need to understand, chúng ta cần hiểu rằng, that you alone, đó là khi bạn ở một mình, have to have the faith. Thì bạn phải có cái đức tin này. Many of us, nhiều người trong chúng ta, we try to trust in the faith of somebody else next to us. Chúng ta ráng cố gắng để chúng ta nương cậy vào trong đức tin của cái người nào đó bên cạnh chúng ta. As long as this guy believes in God, I'm good if I'm next to him. Khi nào mà mục sư này mà ông còn yêu mến Chúa và tin cậy Chúa thì tôi an tâm và an toàn vì tôi đang đứng kế bên cạnh mục sư. As long as he reads the Bible and teaches me, I'm good if I'm listening. Khi nào mà mục sư vẫn còn nghiên cứu kinh thánh và cầu nguyện thì giảng lời của Chúa cho tôi thì tôi sẽ ổn bởi vì tôi đang ở bên cạnh mục sư. Well, in the story, it didn't say that anybody else reached out to the Lord except her. Nhưng mà câu chuyện tới đây thì cho chúng ta thấy rằng không có một người nào khác đang vươn tới với Chúa trong giây phút đó, chỉ người đàn bà này. I'm going to experience revival at VBC Houston because I'm coming every day too. Tôi sẽ kinh nghiệm được sự phục hưng ở tại VBC Houston này bởi vì tôi có mặt mỗi ngày. But we learn revival is a lifestyle. I'm not part of your life every single day. Anh chị em, chúng ta đã học được ở trong những tháng qua Chúa ngày nhấn mạnh cho chúng ta rằng sự phục hưng, đời sống phục hưng là một lối sống ở trong đời sống của chúng ta, cho nên anh chị em nhận biết điều này là tôi không có mặt ở trong đời sống của anh chị em mỗi ngày và bất cứ nơi nào. You know, I have the faith. Tôi có đức tin. And he has the faith. Mục sư Khánh có đức tin. But we're not with you when there's somebody before you that needs prayer for healing and you need to have the faith in the Lord to bring healing to them. Mà chúng tôi thì không có mặt với anh chị em luôn luôn và cái người đang đứng trước mặt anh chị em đang cần được sự chữa lành, đang cần được sự giúp đỡ. Thì anh chị em phải có đức tin của cá nhân mình với Chúa. Somebody. Có một người. Anybody in this room. Hay bất cứ ai ở trong phòng này. Just say I'm going to step out in faith. Hãy nói rằng tôi sẽ bước ra trong đức tin. Me, I'm going to step out in faith. Cá nhân tôi sẽ bước ra trong đức tin. Look to your neighbor. Hãy nhìn người kế bên cạnh mình. Tell them. Hãy nói với họ. I hope you step out in faith. Tôi hy vọng rằng bạn cũng sẽ bước ra trong đức tin. Please. Xin làm ơn. Step out in faith. Hãy bước ra trong đức tin. Every single one of us. Tất cả chúng ta, mỗi người trong chúng ta. Need to be in a place in our life. Thì chúng ta ở trong bất cứ một cái giai đoạn nào, chỗ nào trong đời cuộc đời của chúng ta. Where we can be like this woman. Thì chúng ta phải như người phụ nữ này. That in desperation. Ở trong cái sự khó khăn cấp bách. With everything she had inside of her. Với tất cả những điều mà bà có ở bên trong the mình. Situation she was going through. Ở trong hoàn cảnh mà bà đã trải qua. She relied only on one person. Thì bà đặt lòng tin cậy và nhờ cậy một người mà thôi. She had faith in only one person. Bà có một cái đức tin nơi một đấng. She didn't have a cell phone back then. Bà không có điện thoại di động lúc đó. They didn't have the internet. Họ cũng không có mạng. So you have to believe. Thì chúng ta chắc chắn là phải tin rằng. She had to find her way to meet Jesus wherever he was going. Thì bà phải tự đi tìm để đến được cái chỗ mà Chúa Giêsu ngài đang có mặt. It took work. Đòi hỏi đây là bà phải có một cái nỗ lực của mình. It took effort. Chúng ta thấy bà có nỗ lực để đi thực hiện công việc đó. To get through all the people that were crowding Jesus in that moment. Mà chen được vào trong cái chỗ một cái đám đông đông người như vậy đang vây quanh Chúa Giêsu. But she wanted the touch from the Lord that bad. Nhưng mà vì bà có một cái nhu cầu và cần được sự rờ chạm của quyền năng của Chúa đến như vậy. She had the faith to believe if I just touched his garment, if I just touched his clothes, I would be healed. Thì bà có một cái đức tin và bà đã tự nghĩ rằng nếu chỉ được chạm vào áo của Ngài thôi thì ta sẽ được lành. It's by our faith. Bởi đức tin của chúng ta. And our Heavenly Father. Và đức tin nơi Cha Thiên Thượng của chúng ta. That changes our situations. Sẽ thay đổi hoàn cảnh của chúng ta. I wish people could understand this. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể hiểu được điều này. Some people chase after guest speakers. Có nhiều người thì người ta cố gắng người ta chạy đi theo các mục sư diễn giả. Like they're celebrities. Và như là những cái người nổi tiếng. If I just get prayer from that guy, I'm going to get healed. Nếu tôi mà được cái mục sư đó, cái người đó mà cầu nguyện cho tôi thì chắc chắn là tôi sẽ được lành. You know what the problem is? Anh em có biết điều gì khó khăn nào xảy ra khi chúng ta nghĩ như vậy không? It's not just because it's that guy that's praying for you.
Anh xem không phải là cái ông mục sư đó là cái người đó cầu nguyện cho chúng ta. It's just because there's not that many people that believe in the healing that God can do through their life. Nhưng mà cái năng đề là bởi vì có quá ít người tin giống như ông vị mục sư đó để có thể thấy phép lạ xảy ra cho những người có nhu cầu. If we had more pastors, more leaders, more individuals who understood that they could bring healing to people. Nếu có nhiều mục sư hơn, có nhiều con cái của Chúa hơn tin và biết rằng mình có thể đem sự chữa lành của Chúa đến cho nhiều người. People want to be chasing after guest speakers. Thì người ta sẽ không còn rượt đuổi theo một số các mục sư diễn giả nữa. But why is that? Tại sao? I believe. Nhưng mà tôi tin rằng it's the same thing that the Lord's been trying to teach us every single day this week. Là cùng một cái điều mà Chúa ngài muốn dạy dỗ chúng ta suốt tuần qua. All power on heaven and on earth is inside of us now. Anh chị em, tất cả quyền năng của trời và đất đã được ở trong chúng ta hiện tại. But when? Nhưng mà khi nào? Will you have the faith? Chúng ta có cái đức tin to step out for him. Để bước ra và để ngài hành động. It's not possible. Anh chị em, anh thì không thể xảy ra được. It's not possible for us to be able to see our church transformed or your family transformed if you're just waiting for the right moment or the right time to bring them to Christmas service. Để chúng ta có thể thấy được hội thánh của chúng ta được thay đổi, những người thân thương của chúng ta được thay đổi khi chúng ta ngồi và chúng ta chờ cho đến mỗi năm một lần, đến ngày Giáng sinh thì chúng ta mới mời người thân của mình đến nhà thờ. I'll just bring them to Easter, they'll get saved. Hay là mời họ đến lễ phục sinh thì họ sẽ được cứu. Well, what about having the faith? Nhưng mà còn cái chuyện chúng ta có đức tin một cách cá nhân thì sao? To step out, để chúng ta bước ra. To pray for them at home, để chúng ta cầu nguyện cho họ ở nhà. To lead them into his presence, để dẫn dắt họ bước vào trong sự hiện diện của Chúa. To step out, để chúng ta bước ra. And to pray for the person at work that you need to pray for, và cầu nguyện cho người ở tại sở làm mà chúng ta họ cần được sự cầu nguyện của chúng ta. What are we waiting for? Chúng ta còn chờ cái gì nữa? Many times, rất là nhiều lần. In our lives, we say, "Well, I'm waiting for that true encounter with the Lord, and then I'll know I'm ready." Ở trong đời sống của chúng ta nói rằng, tôi chờ sẽ có một cuộc gặp gỡ đặc biệt với Chúa rồi thì tôi mới biết rằng mình sẵn sàng. We've had encounters with the Lord every day. Anh chị em, chúng ta có những cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời mỗi ngày. For 10 months. Trong gần 10 tháng. What are you waiting for? Anh chị em, chúng ta còn chờ cái gì nữa? For some of you. Một số người trong chúng ta. Instead of waiting. Thay vì chúng ta ngồi chờ. Have faith. Hãy có đức tin. Step out. Bước ra trong đức tin. You know, we always hear about stories of people being able to bring healing and see deliverance and all these things. And inside of our hearts, we always say things like, "Man, I'm gonna do that one day." Anh chị em, chúng ta nghe những lời làm chứng và những khi lời cảm tạ đó là, có những người đã đưa người khác đến với Chúa và họ kinh nghiệm được sự chữa lành. Thì trong lòng của chúng ta nói rằng, rồi một ngày tôi sẽ làm việc đó. But what are you waiting for? Thưa anh chị em, rồi một ngày đó là khi nào mà chúng ta ngồi chờ? To be honest, thành thật mà nói, the longer you wait to have faith, càng chờ cho đến khi mình có đủ đức tin, the harder it makes for you to be able to have that faith. Thì nó sẽ là khó hơn để chúng ta có cái đức tin đó. I remember when I was little. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ. And we had Astroworld, which was the big amusement park that was here. Lúc bây giờ thì chúng ta còn có cái điểm giải trí Astroworld ở thành phố của chúng ta tại đây. And I remember going there one time. Tôi nhớ một lần kia đi đến đó chơi. I said, "I'm never riding these big rides." Thì tôi nói với trong lòng là tôi sẽ không dám mà leo lên để chơi trò chơi của những người lớn này. And there was a big ride called the Dungeon Drop, and it was super high, and then it would just drop you all the way down. Và có một cái trò chơi đó gọi là thả từ trên xuống. Thì nó là một cái chỗ rất là cao ở trên cái ghế đó và thả thì mình rơi thẳng xuống. So I'm never doing that. Tôi nói rằng không bao giờ. No way. Cái chuyện đó ghê quá. No không way. Dám. Không no bao way. Giờ. Không bao giờ. And then I went one time with my friend Kevin. Rồi thì một lần tôi đi với bạn của tôi trong hội thánh ở đây, Kevin. If Kevin could. Thì tôi nói, nếu Kevin mà nó có thể lên đó và chơi cái trò chơi đó, maybe I could do it. Thì có thể tôi sẽ làm được. But I only said that. Nhưng mà tôi chỉ nói như vậy. Because back then, bởi vì lúc bây giờ, Kevin wasn't tall enough to ride the ride. Bởi vì Kevin lúc đó là còn nhỏ lắm, chưa đủ cái chiều cao để có thể đi và tham dự cái trò chơi đó. So I knew. Cho nên tôi biết rằng, I'm not riding that ride. Tôi sẽ không bao giờ đi ở trên cái trò chơi đó. Except on that day. Nhưng mà rồi thì ngoại lệ là ngày hôm đó. Kevin was tall enough to ride that ride. Thì Kevin đã lớn và cao đủ để có thể
đủ điều kiện để có thể chơi cái trò chơi đó. Lord help me. Thì tôi nói rằng, Chúa ơi, xin giúp con, cứu con. Kevin said, come on man, don't be a chicken. Kevin lại thách thức tôi, nói rằng, đừng có nhát như gà chết. And then Kevin's sister Linda was there. Come on, Sammy, don't be a chicken. Thì chị của Kevin lại làm đứa con gái nữa ngồi bên đó lại thách thức tôi và nói rằng, hãy chơi đi, đừng có nhát như gà chết. I said, fine. Nói rằng, được. I was sweating, my palms were sweaty. Nhưng tay của tôi đổ mồ hôi, tôi toát mồ hôi cho cái chuyện nghĩ đến cái trò chơi này. And we're going all the way up. Chúng tôi ngồi ở trên cái ghế và nó kéo lên tuốt ở trên. You know, it's not one of those roller coasters that move around like this and go fast like that. It's just you go up one time really high and you go down really fast right after that. Đây là trò chơi không phải là chúng ta ngồi ở trên cái xe mà nó kéo chúng ta và thả chúng ta đi, chúng ta lượn vòng những cái cua, những cái nơi quẹo gấp. Nhưng mà là một cái trò chơi mà chúng ta ngồi ở trên cái sàn này và họ kéo thẳng lên. Rồi khi họ bấm nút thả đó thì nó rơi thẳng xuống. And guess what? Thì em đoán biết điều gì xảy ra. The moment the ride starts going up, và cái giây phút mà bắt đầu cái sàn nó được kéo lên, you're not getting off. Thì mình không có thể rời khỏi cái sàn được so nữa. So we go all the way up. Thì chúng tôi được kéo lên tuốt lên trên đỉnh. Have my eyes closed the whole time. Mắt của tôi thì nhắm nghiếc bởi vì cả cái thời gian đó sợ. Squeezing really tight. Và tôi ráng cố gắng để gồng. Kevin. Wow! Thì Kevin thét lên. Wow! Open your eyes. Mở mắt ra để coi kìa. No. Tôi nói rằng không bao giờ. Come on. Open your eyes. Mở mắt ra xem. Okay, I open my eyes. Cuối cùng tôi mở mắt ra. Mistake. Một cái lỗi lầm lớn. Everything looks like ants when you look down. Tất cả nhìn ở dưới giống như những con kiến tôi vì nó rất là cao. And by the time you can say anything. Trước khi có thể nói một lời nào. I said. We already went down. Thì tôi thét lên là và chúng tôi rơi thẳng xuống. And then I looked at Kevin. Thì tôi nhìn qua bên cạnh bạn của tôi, and he Kevin. Looked at me. Kevin nhìn tôi. That wasn't that bad. Thì nó không đến nỗi tệ lắm. Let's go again. Đi một lần nữa. And we got on, we went again. Và chúng tôi lại lên và chúng tôi đi lần thứ nhì. And every other ride that was scary to us, we got on. Rồi sau đó thì không còn có một cái trò chơi nào mà trước đây sợ đó. Bây giờ thì chúng tôi đi chơi hết. Sometimes, nhiều khi, in our lives, trong đời sống của chúng ta, we don't have the faith to step out for the Lord because we think that's way too scary. Chúng ta không có đức tin nơi Chúa vì chúng ta nói rằng cái điều này đáng sợ quá. I'm too little. Tôi thì nhỏ bé. Somebody else can ride it. Có ai sẽ làm công việc đó thay thế tôi? But you'll never be able to experience truly even greater unless you have the faith to experience it for yourself. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm những điều lớn hơn, vĩ đại hơn, tốt hơn cho đến khi chúng ta kinh nghiệm cho chính mình. Till this day. Cho đến ngày hôm nay. Every time I got on a roller coaster, mỗi lần mà tôi đi lên những cái trò chơi đó. No fears. Thì không còn có sợ gì nữa. Not like that moment that I had the one time I was about to say no. Nó không giống như là cái giây phút đó mà tôi định là từ chối không đi cái trò chơi đó. It's like that one time that I said yes. Nó giống như một lần mà tôi đã thưa vâng. To preaching my first message. Để giảng cái sứ điệp đầu tiên. Or the one time I said yes. Đó là lần đầu tiên mà tôi đã nói vâng. To lay hands on somebody to experience the Lord working through my life to bring healing to them. Để đặt tay trên một người và tin rằng Chúa ngài làm việc xuyên qua tôi để đem lại sự chữa lành cho người đó. Our faith moves God's heart. Anh chị em, đức tin của chúng ta sẽ làm cho lay động lòng của Đức Chúa Trời. It's our faith. Đức tin của chúng ta. It's not how much you can do for God. Vấn đề tại đây không phải là bạn làm cho Chúa được bao nhiêu điều. He doesn't need us. Thật ra Chúa không cần chúng ta. But how much faith do you believe in God that he can do things through you? Nhưng mà chúng ta có đức tin bao nhiêu để tin rằng Ngài có thể làm việc xuyên qua đời sống của chúng ta? When you have all faith in Christ. Khi chúng ta có tất cả đức tin chúng ta đặt nơi Đấng Christ. There's no limitations. Thì lúc bây giờ là vô hạn. As many people are in this room. Như chúng ta thấy có rất là đông người trong phòng thờ phượng ngày hôm nay. If we could all have that kind of faith, nếu tất cả chúng ta đều có cái thứ đức tin này, our church would never be the same. Hội thánh của chúng ta sẽ không như cũ nữa. But the problem is, nhưng mà cái nan đề là there are some people who have that kind of faith. Nhưng mà có một số người có cái đức tin đó. And other people who are just trying to hang on and say, well, that should be enough for both of us. Những người khác thì nói rằng tôi bây giờ đi ăn ké với ông mục sư hay là những người có cái đức tin đó bởi vì đủ cho cả hai chúng ta. Let's be real. Anh chị em hãy thành thật. Usually,
thường thì như thế này. I'll say it. I'll say the truth. Tôi nói một cách rất thật đây. Some people might not like it. Có người có thể là không thích. Usually, thường thì it's the wives that have the more faith in the Lord than the husbands. Cái người vợ đó là người có đức tin nhiều hơn mấy ông chồng. I'm just saying it's not enough for both of you. Ý tôi muốn nói đó là không đủ cho cả hai người, mỗi chúng ta phải có đức tin cho chính mình. That's the truth. Đó là sự thật. You don't want to admit it because you're the one without faith. Có thể là các anh không có nhìn nhận bởi vì các anh chính là người không có đức tin. How come I hear so many stories where it's the moms that are coming to the church and actually saying, "Can you please pray for my husband?" Tại sao chúng ta nếu không thật thì tại sao chúng ta nghe rất là nhiều câu chuyện có những người mẹ, có những người vợ đã đến nhà thờ và nài xin chúng tôi làm ơn cầu nguyện cho ông chồng của họ. Some people say, "Man, Pastor Sam, that's very disrespectful. How can you disrespect the men like that?" Có người sẽ nói, "Mục sư Sam, sao ông lại xem nhẹ chúng tôi những người đàn ông ở trong nhà thờ này như vậy?" Well, here's the thing. You're not disrespecting me. You're disrespecting the Lord. Anh chị em, sự thật đó là không phải là tôi vô lễ với anh chị em đâu, nhưng mà anh chị em vô lễ với Đức Chúa Trời. You're not answering to me. It doesn't matter. Bởi vì anh chị em không có khai trình những công việc của đời sống anh chị em với tôi. Cho nên điều đó không quan trọng. You know, some people say this. Có người nói như thế này. Just not right now. Không phải ngay lúc này. But one day. Một ngày đẹp trời nào đó. You ever ask yourself when? Anh chị em có bao giờ nói câu hỏi là rồi đến khi nào? When? Khi nào? When is it going to be the day that you step out to have faith for the Lord? Khi nào là ngày mà chúng ta sẽ bước ra trong đức tin để chúng ta làm việc Chúa muốn chúng ta làm? And this is the thing I see from every single person that has truly encountered this kind of faith. Đây là điều mà tôi đã quan sát và thấy từ những người thật sự có một cái loại đức tin này và kinh nghiệm một cuộc chậm tráng như vậy. There are some people, một số người, who understand that the faith we need to have in the Lord, họ hiểu rằng cái điều kiện để có đức tin nơi Chúa is not just situational, không phải là những cái loại đức tin dựa trên những hoàn cảnh, but it's a lifestyle, nhưng mà nó là một cái cuộc sống. Everybody can muster up the faith to one day be able to pray for someone, but can you do that for the rest of your life? Anh chị em, ai trong chúng ta cũng có thể là rắn gồng và chúng ta nói rằng một ngày chúng ta có thể bước ra trong đức tin như vậy. Nhưng mà câu hỏi là anh chị em có thể tiếp tục làm như vậy suốt cuộc đời của mình không? That's where we need to be. Đó là cái chỗ mà tất cả chúng ta cần phải được đạt đến. I look in the room. Tôi nhìn khắp ở trong phòng thờ phượng này. I don't doubt that every single person in this room has not had that one moment of faith. Tôi không có nghi ngờ chút nào là không có một người nào tại đây mà chưa có cái giây phút của đức tin mà chúng ta đã có. I don't doubt it. Tôi không có nghi ngờ chút nào. But what I'm trying to figure out, nhưng mà điều mà tôi muốn hiểu được đây, is how do we do this lifestyle of faith without being transactional with the Lord? Đó là làm sao để chúng ta có thể có cái loại đức tin này nhưng mà chúng ta không có mặc cả với Đức Chúa Trời của chúng ta. Like for instance, you would say, "Well, today I don't need to have faith in the Lord." Ví dụ, chúng ta có thể nói rằng hôm nay tôi không cần đức tin nơi Chúa. I've got everything I need. Bởi vì tôi có tất cả những gì tôi cần. But when I don't have everything I need, nhưng mà một khi tôi không có tất cả những gì tôi cần, I'll have faith in the Lord. Thì tôi sẽ đặt lòng tin nơi Chúa. That's how it is. Thường là như vậy. Think about it. Anh chị em hãy nghĩ xem. When you really needed the job, khi chúng ta cần Chúa để chúng ta có một cái công việc làm. But when you really needed the healing, hay là chúng ta thật sự cần sự chữa lành. Oh, what'd you do? Thì chúng ta làm gì? You had the faith. Chúng ta có đức tin. But when you got the job, nhưng mà khi chúng ta được công việc làm rồi, or when you received that miracle child you were praying for, hay là chúng ta có được cái đứa con của phép lạ mà chúng ta đã cầu xin và bây giờ đã có được, you stopped relying on God and started relying on yourself. Thì chúng ta lại ngưng không nương cậy vào Chúa mà chúng ta bắt đầu nương cậy vào sức riêng của mình. A lifestyle of faith, một cái lối sống của một người đầy đức tin, is different than a situational style of faith. Thì nó khác hẳn với là những người đức tin dựa theo hoàn cảnh và nhu cầu. Let me tell you why. Cho tôi chia sẻ nêu lý do tại sao. And we'll end. Để chúng ta kết thúc. Situational faith, cái đức tin dựa theo hoàn cảnh, is usually for yourself. Thì thường là cho chúng ta, cá nhân mình. A lifestyle of faith, nhưng mà một cái lối sống của đức tin, is for those around you also. Thì để giúp đỡ và lợi ích cho những người xung quanh của chúng ta nữa. But I have to show you this by skipping in scripture. Nhưng mà tôi chia sẻ với anh chị em điều này bằng cách là chúng ta sẽ đến phần Kinh Thánh này.
So why was Jesus just walking from one place to the next and then the lady was there? Tại sao Đức Giê-xu đi từ làng này, điểm này đến điểm khác và thình lình chúng ta thấy người phụ nữ này có mặt tại đó? Well, something happened before that. Bởi vì trước đó có một việc đã xảy ra. Let's look at verse 18. Để chúng ta cùng xem ở trong câu số 18. We started at 20 today, but let's look at 18. Để chúng ta bắt đầu bằng câu số 20, nhưng mà bây giờ xin chúng ta có thể trở lại với câu số 18. It says, as Jesus was saying this, the leader of a synagogue came and knelt before him. My daughter has just died, he said, but you can bring her back to life if you just come and lay your hands on her. Verse 18. Đang khi Đức Chúa Giê-xu phán các điều đó, sải có người cai nhà hội kia bước vào, quỳ lại trước mặt Ngài mà thưa rằng, con gái tôi mới chết, xin Chúa đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ được sống. So Jesus and his disciples got up and went with him. Nên Chúa Giê-xu và các môn đồ của Chúa đã đứng dậy và đi theo người. Let me ask you something. Cho tôi hỏi anh chị em một điều. I'm not trying to be funny. Tôi, ý của tôi không muốn nói là chúng pha trò tại đây. This, I'm not trying to make a joke. Tôi không có ý là pha trò tại đây. But the daughter couldn't have faith in the Lord. Lý do là bởi vì cái đứa con gái đã chết rồi, nó không thể có đức tin nơi Chúa. So it mattered that there was somebody in her life that had that kind of faith in the Lord so her situation could change. Cho nên cái việc hết sức quan trọng là trong cuộc đời của cô phải có một người trong cuộc đời của cô có một cái loại đức tin để nhờ cậy Chúa. She couldn't say anything to the Lord. Cái đứa gái này đã chết, nó không thể nói một điều gì với Chúa. But who could? Ai sẽ lên tiếng? Go to verse 23. Và chúng ta đến với câu số 23. When Jesus arrived at the official's home, he saw the noisy crowd and heard the funeral music. Đức Chúa Giê-xu vào nhà của viên quản lý nhà hội, thấy phường thổi sáo và đám đông gây ồn ào. Get out, he told them. The girl isn't dead, she's only asleep. Ngài bảo hãy lui ra, bé gái này không phải chết đâu, nhưng nó đang ngủ. But the crowd laughed at him. Chúng nhạo cười Ngài. They laughed at Jesus. Họ nhạo cười Chúa Giê-xu. As he was on his way, as he was in the room. Và Ngài trên đường và Ngài đã đến được ở trong cái phòng đó rồi. Do you see the difference? Chúng ta có thấy điều đó không? People in the same environment cannot have the same faith as somebody else that had that faith. It's possible. Anh chị em có thể trong cùng một cái phòng đó có những người không có đức tin trong khi có những người khác có đức tin. It's possible to be in this church right now and not have the same amount of faith as the person sitting next to you. Có thể lắm là chúng ta dù ngồi ở trong cùng một cái nhà thờ trong lúc này và chúng ta không có cái loại đức tin bằng cái người kế bên cạnh chúng ta trong lúc này. How do we change that? Làm sao để chúng ta thay đổi cái thực tại này? The words are that they laughed. The crowd laughed at Jesus when he said, "She's not dead, she's just asleep." Chúng ta thấy ở tại đây những người thổi sáo và khóc mướn này đó, họ nhạo cười Chúa. Cái giây phút mà Chúa nghe nói rằng hãy lui ra, bé gái này không chết đâu, nó chỉ ngủ thôi. The crowd laughed when we said revival is coming to VBC Houston. Chúng ta thấy đám đông nhạo cười và nói rằng khi chúng ta nói sự phục hưng sẽ đến với VBC Houston. The crowd laughed when we said we would have service every day. Thì đám đông cũng đã nhạo cười và nói rằng khi chúng ta nói rằng chúng ta sẽ có các buổi nhóm mỗi ngày trong tuần. Here we are pushing on 10 months. Chúng ta đang ở trong cái chỗ chúng ta bắt đầu vào tháng thứ 10. After the crowd was put outside, however, Jesus went in and took the girl by the hand and she stood up. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, Ngài bước vào, cầm tay bé gái thì nó liền trỗi dậy. The report of this miracle swept through the entire countryside. Tin này được loan ra khắp cái vùng đó. I'm waiting for the day. Tôi chờ cho cái ngày. That the reports of the miracles that happened in this church là sẽ có những cái lời làm chứng và những tin tức về các phép lạ xảy ra trong hội thánh này. Can sweep the entire city of Houston. Nó sẽ càn quét cả thành phố Houston này. But that can't happen. Anh chị em, điều đó nó sẽ không xảy ra. If 20 people are the only ones experiencing the revival. Nếu chỉ có hơn 20 người kinh nghiệm cái sự phục hưng này mà thôi. And that's just the truth. Đó là sự thật. It's a lot easier to get a message across when hundreds of people tell that message. Anh chị em, nó sẽ dễ hơn khi có hơn 100 người cùng đi ra và loan báo điều mà họ đã chứng kiến về cái phép lạ đó. Compared to just 20.
thì đem so với chỉ có 20 người đi ra loan báo mà thôi. A church would be even more effective if the entire congregation could live a lifestyle of faith than just the very few. Một hội thánh có thể trở nên rất là hiệu quả nếu tất cả mọi người đều có cái đức tin này thay vì chỉ có một ít người. It's not by my faith. Không phải bởi đức tin của riêng tôi. That'll change your relationship with God. Mà thay đổi cái mối liên hệ của anh chị em với Đức Chúa Trời. But it's by your faith. Nhưng mà bởi đức tin của chính anh chị it's em. It's yours. Đức tin của anh chị em. It's your faith that you have in the Lord and Savior, like that lady that said, if I just touch His garment, if she only worried about if only her faith. Anh chị em không phải đức tin của người khác như người đàn bà bị bệnh rong huyết này. Đức tin của ta khi nếu ta chỉ ta khi ta rờ được áo của Ngài thì ta sẽ được lành, không phải ai khác nhưng mà chính đức tin của bà. You'll never have that kind of lifestyle of faith for others until you can have that lifestyle of faith for yourself. Anh chị em, chúng ta sẽ không có cái loại đức tin này để đem lợi ích đến và giúp đỡ cho người khác cho đến khi chúng ta có cái đức tin này cho chính mình. If the disciples, nếu các môn đồ didn't have that lifestyle of faith, không có cái lối sống đầy đức tin này, who would be able to tell us of the stories of Jesus? Thì ai có thể thuật lại cho chúng ta những câu chuyện mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm? It's recorded. Nhưng mà chúng ta biết rằng đã được ghi lại. It's different perspectives that we get to read because these men, these women in the Bible, they had this kind of faith in our Lord and Savior that changed so many different people's lives. Chính từ cái góc nhìn kinh nghiệm cá nhân, đức tin của những con người này mà đã cho chúng ta thấy điều đã xảy ra trong lịch sử, đó là nhiều cuộc đời đã được biến đổi qua những con người này. You can have that faith too. Chúng ta cũng có thể có đức tin này. You know, for me, anh chị em, đối với tôi, I may have that kind of faith, tôi có thể có cái đức tin đó. But my prayer today, nhưng mà là cầu nguyện của tôi hôm is, nay, Lord, I need more. Đó là Chúa ơi, con cần đức tin này chắc chắn và mạnh mẽ càng hơn. Because I can't stand up here and tell you this story. Bởi vì tôi không thể đứng ở trên này và chia sẻ với anh chị em câu chuyện này. Without telling you that I had days where I lacked that faith. Chúng tôi có thể nói mà không có kinh nghiệm vì có những ngày chúng tôi cũng không có cái loại đức tin này. But I'm in a place right now in my life. Nhưng mà tôi đang ở trong cái vị trí, cái chỗ trong cuộc đời của tôi. But the Lord has asked me a true question. Và Chúa Ngài đã hỏi tôi một câu hỏi rất thật. How bad do you want this? Con thật sự mong muốn điều này, sự phục hưng này đến cỡ nào? Do you want to be used for my glory or are you trying to be used for your glory? Con có khao khát và được ta sử dụng cho sự vinh hiển của ta hay là con muốn làm việc để gây cái sự vinh hiển cho mình? But I don't know about you, church. Tôi không biết anh chị em như thế nào. But there are people. Nhưng mà có những con người who need to hear the gospel. Họ đang cần nghe tin lành của Chúa. Who need to encounter the Lord. Và những người cần được gặp gỡ Chúa. And it's not just up to the pastors. Và chúng ta biết rằng không thể tất cả mọi việc đều chờ và lệ thuộc vào mục sư mà thôi. But every single one of you. Nhưng mà tất cả anh chị em carry a story. Đều có một câu chuyện. Carry the DNA of Christ. Chúng ta có những DNA của Đấng Christ ở trong chúng ta. Have the power of Christ in you. Có quyền năng của Đấng Christ đang ngự trong anh chị em. It would be so much more effective for the kingdom. Chúng ta sẽ được kết quả rất nhiều cho vương quốc của Đức Chúa Trời. If we all were able to do what it is that this lady did. Nếu tất cả chúng ta đều có thể làm cái điều mà người đàn bà bị bệnh rong huyết này đã làm. If we all had the faith to do what the synagogue leader did. Và nếu chúng ta có cùng một cái đức tin như là người cai nhà hội này đã có. Two different sides of faith. Chúng ta thấy có hai mặt của đức tin. The measure of your faith. Anh chị em, cái mức đo lường của đức tin của anh chị em will truly show you sẽ chỉ ra cho chúng ta the love that you have for Christ. Cái mức độ tình yêu của chúng ta dành cho Đấng Christ. Because it's about trust. Vì tất cả liên quan đến sự trông cậy, tin cậy. Tonight or today, sorry. Hôm nay. Allow yourself. Hãy cho phép chính mình. To truly ask the Lord. Để đến và thật sự xin Chúa. Increase my faith. Xin thêm đức tin cho con. There are people in my life, Lord. Vì Chúa ơi, có những cuộc đời, có những người trong cuộc đời của con. Who need to hear about you. Cần được nghe về Chúa. But I'm too scared. Nhưng mà con bây giờ đang nhút nhát sợ hãi. I'm too worried. Con lo sợ.
I need your help, Lord. Con cần được Chúa giúp. I need to get over this and I need to have the faith that you will carry me. Con cần phải thắng được và vượt qua được cái nỗi sợ này. Và con cần Chúa Ngài dẫn dắt và nâng đỡ con. This is the kind of faith the Lord wants us to have. Đây là cái loại đức tin mà Đức Chúa Trời, mà Chúa Ngài muốn chúng ta có. Faith only in Him. Đức tin nơi Chúa mà thôi. Not in ourselves. Không phải đức tin nơi chính mình, khả năng của mình. Church, I want you to stand to your feet. Hội thánh, tôi xin mời chúng ta cùng đứng lên. Truly. Thành thật. Look into your heart, look into your relationship with the Lord right now and ask yourself, do I have that kind of faith? Hãy thành thật nhìn vào trong tấm lòng của mình hiện tại và đức tin của mình. Chúng ta thật có cái đức tin giống như người đàn bà này không? Do I have that kind of faith? Tôi có cái loại đức tin như người đàn bà này không? There's no changing. Chẳng có cái gì thay đổi. A person's heart. Tấm lòng của một con người. If they don't see the purpose of having that kind of faith. Nếu người đó không thấy được cái mục đích tại sao mình phải có cái đức tin như vậy. But someone. Nhưng mà có người. Anyone. Bất cứ ai. In this room today. Ở trong phòng này ngày hôm nay. Watching online. Hay là đang theo dõi trên mạng. That will humble themselves before the Lord and say, Lord, I need you. Hạ mình trước mặt Chúa và nói rằng là Chúa còn cần Ngài. Increase my faith. Xin gia tăng đức tin của con. Help me, Lord. Xin giúp đỡ con. To step out in faith this week. Để trong tuần này con sẽ bước ra trong đức tin. To pray for my loved ones. To pray for strangers that I don't even know, as you prompted on my heart. Để cầu nguyện cho những người thân thương của con, cầu nguyện cho người xa lạ mà Chúa Ngài đặt để ở trong tâm lòng của con để cầu nguyện cho họ. Lord, break off. Lạy Chúa, xin bẻ gãy. Any negativity. Bất cứ những điều tiêu cực nào that is telling me that I can't do this for you. Đang lên tiếng nói với con rằng con không thể làm điều này cho break Chúa. Off. Lạy Chúa, xin bẻ gãy. The chains that the enemy has put on me that's holding me back. Những xiềng xích mà kẻ thù đã cột trói khiến con bị kéo lùi, giữ con lại. In your powerful name. Trong danh quyền năng của Chúa. Freedom in all hearts right now. Tất cả mừng tấm lòng mọi tại đây hãy được tự do. Increase our faith, Lord. Chúa ơi, xin gia tăng đức tin cho chúng con. Increase our faith. Xin gia tăng đức tin cho chúng con. Lord, we thank you so much. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. God, for the stories that we're able to see today. Cho câu chuyện đã được ghép chép lại cho chúng con để chúng con có thể suy gẫm ngày hôm nay. But Lord, we ask right now. Và Lạy Chúa, trong giờ này, chúng con cầu xin. Let us not just read about these stories. Xin đừng để chúng con chỉ đọc câu chuyện này một lần nữa. But let us experience it ourselves. Nhưng mà xin Chúa cho để chính mỗi chúng con sẽ kinh nghiệm điều này trong cuộc đời của chúng con. If you're in this room right now, nếu bạn đang có mặt ở tại đây trong giờ này, and you're asking the Lord, bạn cầu xin Chúa, Lord, increase my faith. Lạy Chúa, xin gia tăng đức tin của con. I want to have that kind of faith, not only for myself but for others. Chúa ơi, con muốn có cái đức tin này không phải cho chính con mà thôi, nhưng mà cho những người lân cận của con nữa. Will you do something for me? Chúa, xin Chúa Ngài làm gì đó cho con. Will you just raise your hands up right now? Anh chị em, trong thời gian này tôi khuyến khích anh chị em hãy đưa tay lên. Out of faith. Bởi đức tin. Just raise your hand in this place if that's you. Hãy đưa tay của mình lên trong thời gian này nếu đó là bạn. And say this right here. Và nói lặp lại cho tôi điều này. Lord, you see my hands. Chúa thấy tay của con. I'm saying I need more of you. Con nhìn nhận và nói rằng con cần Chúa càng hơn. Increase my faith. Xin gia tăng đức tin của con. Increase my faith. Lạy Chúa, xin gia tăng đức tin cho con. Increase my faith right now, Lord. Lạy Chúa, xin gia tăng đức tin cho con. I want to have faith to believe to move mountains. I want to have faith to cast out demons. Lạy Chúa, con cũng muốn có cái đức tin dời núi, đức tin mà con có thể sai khiến và đuổi quỷ. Take your hand. Hãy lấy bàn tay của anh chị em. Put on the shoulder of the person next to you. Đặt ở trên vai của người đứng bên cạnh bạn trong giờ này. Come on, all people in this room. Tất cả mọi người ở trong phòng này trong giờ này. Put your hand on that person's shoulder. Hãy đặt tay trên vai của người bên cạnh. Lord, Lạy Chúa, increase their faith. Lạy Chúa, xin gia tăng đức tin cho anh chị em. Thank you for the person next to me. Con cảm ơn Chúa cho người anh chị em này. Lord, I ask that you increase their faith right now. Lạy Chúa, xin gia tăng đức tin của họ trong giờ này. Increase their faith. Xin gia tăng đức tin cho họ. Increase the church's faith. Gia tăng đức tin cho cả hội thánh này. Lord, we
Vì chúng con want to make a difference for you. Muốn làm một ảnh hưởng cho Chúa. Let there be stories. Ở Chúa để rồi có những testimonies. Chuyện, những lời làm chứng. Miracles. Của phép lạ. That stem out of this person's life. Sẽ tuôn đổ ra từ đời sống của người anh chị em này. We thank you, Lord. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. And we praise you. Và chúng con xin lời khen Ngài. And you are powerful. Bởi vì trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. Amen. 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 Church. Amen. 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 Church. Cảm ơn Chúa. We want to stay back to pray for those that need to receive prayer. Chúng tôi sẽ nán lại đây để cầu nguyện cho những người có nhu cầu và cần được cầu nguyện. But we also we're going to have a fellowship meal on the other side. Chúng tôi cũng sẽ có cái bữa ăn ở ngoài sảnh đường. So if we can, I'm sorry. Nếu anh chị em có thể, just pray one minute for the food. I'm sorry about that. Xin cầu nguyện cho thức ăn ở trong thời gian này. Heavenly Father, chào dấu chúng con. Thank you for the food we're gonna have. Về thức ăn mà chúng con sẽ chia sẻ với nhau. The fellowship that we're gonna have. Về sự thông công mà chúng con sẽ có. Lord, we ask you, let's be blessed and nourish our body. Chúng con nguyện xin Chúa ban phước thức ăn này bổ sức lại cho chúng con. We thank you for everything you provided for us. Chúng cảm ơn Chúa cho tất cả những điều Chúa ngài chu cấp cho chúng con. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.